Phim tài liệu là một trong những thể loại khó của truyền hình, vừa mang tính báo chí lại vừa phải có yếu tố nghệ thuật. Ai yêu mến thể loại này thì chắc hẳn đều biết đến tác phẩm Chuyện Tử Tế của đạo diễn Trần Văn Thủy thực hiện cách đây 30 năm. Đến nay, những vấn đề được đưa ra trong tác phẩm này vẫn còn nguyên giá trị thời đại, đó là sự tử tế của con người. Và ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một tác phẩm phim tài liệu tử tế sẽ ra rạp trong nay mai. Một câu chuyện của hiện thực đời sống có thể nhiều người đã biết, nhưng chúng ta đã lướt qua bởi những xô bồ, lo toan hàng ngày. Và thật may, đã có người giúp ghi lại để ngày hôm nay chúng ta hiểu hơn về giá trị của nó. Đó là bộ phim Lửa Thiện Nhân của đạo diễn Đặng Hồng Giang. Từ nữ Triệu Vương là cây viết sắc sảo trong làng văn nghệ, không giấu nổi giọt nước mắt khi bộ phim kết thúc. Để cho sống mọi người giống Sơ Đông, nhưng mà hôm nay em thấy rằng là hình như những cái người bình thường hoặc hình như những người khác bình thường thì họ tử tế hơn chính mình. Không, hôm nay thì em khẳng định được điều đấy. Trước đây em thì có lơ mơ về điều đấy, nhưng bây giờ em đã khẳng định một điều đấy rồi. Em chỉ có thể nói rằng là em rất cảm ơn mọi người và em cúi đầu cảm ơn sự tử tế ở mọi người. 77 phút. Tác phẩm kể về cuộc hành trình của chị Mai Anh trong nỗ lực tìm lại hình hài toàn vẹn cho bé Thiện Nhân. Cậu bé đã từng bị bỏ rơi, được tìm thấy trong tình trạng bị mất một chân và bộ phận sinh dục tại Quảng Nam vào năm 2006. Cuộc hành trình nhiều năm trời của chị đã được tiếp sức bởi những người bạn. Họ cùng tạo ra và lan tỏa ngọn lửa thiện nhân là một dự án hoạt động hỗ trợ những em bé rơi vào hoàn cảnh nghi nhân được chữa trị, tái tạo lại bộ phận sinh dục bị khiếm khuyết. Ở bên nước ngoài thì tôi đã đọc được một bài viết trên báo điện tử online là có một người đã đón thiện nhân về. Thực sự là lúc đấy tôi không cái cảm giác như là cái cô này cô ấy phải, tức là có một cái điều gì đó. Như là khi mà nhận cái thằng bé như vậy thì như là, xin lỗi là tôi nghĩ là như là đi vào cái thế bế tắc, và như là đấy, tôi thực sự là ngay để gặp cái cô này thì ít nhất là tôi sẽ làm một bộ phim trước hết là về cái sự đón nhận này đã. Không thể ngờ, từ ý tưởng đột ngột đó, đạo diễn Đặng Hồng Giang đã bị cuốn vào câu chuyện của nhân vật và phải mất 3 năm anh mới có thể hoàn thành tác phẩm của mình. Quay lại với lại anh Giang thì em càng là đi với nhau để dựng phim cho những ngày đầu bấm máy thì chỉ nghĩ đến một cậu bé thiện nhân, một mẹ Mai Anh thôi. Nhưng cái dòng chảy của cuộc sống của chính mấy mẹ con đã, tôi nghĩ rằng nó đã kéo theo cả cái dòng chảy của phim đấy cho đến ngày hôm nay. Và sau bao nhiêu năm bấm máy thì cái phim đấy đến giờ thì nó vẫn hoàn toàn rất là mới, như là ngày hôm qua mới bắt đầu. Cái thông điệp chính trong cái bộ phim rằng tôi cũng chỉ biết nói rằng có thể chúng ta hàng ngày đọc báo hoặc nghe đâu đó nhiều câu chuyện buồn lắm, buồn về rất nhiều thứ. Vâng, thì cái thông điệp chính của tôi là cái bộ phim này là để cùng xem, cùng vui sống, nhân ái và yêu thương, xem là phải vui. Bộ phim đã hoàn thành, song cuộc hành trình của mẹ con thiện nhân vẫn tiếp tục. Và khi phim được công chiếu, những nhân vật và ekip tạo nên tác phẩm đều có chung một mong muốn. Đó là ngọn lửa thiện nhân sẽ được cộng đồng tiếp sức thổi bùng lên nữa, để những em bé đã từng khiếm khuyết bộ phận sinh dục như thiện nhân có được cơ thể toàn vẹn như một người bình thường.